Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì hôm nay em có sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất nằm trên trục đường nhựa ha. Đường nhựa thông luôn nha quý anh chị. Vị trí của mình cách biển Phước Hải là khoảng tầm 5 km ha. Đi khoảng tầm 10 phút, chưa tới 10 phút là đến nha quý anh chị. Thì hôm nay em có một lô đất xào. Lô đất xào ha. Tổng diện tích là 1.000 m², bám mặt tiền đường nhựa từ cái vị trí lưới B50 này qua ngay trụ điện luôn ha. Đây, qua bên này là 32 m bám mặt tiền đường nhựa, sâu vào trong là 33 m. Đất của mình chủ đã lên 100 m thổ cư rồi, xây dựng tự do nha quý anh chị. Mà giá bao nhiêu? 2 tỷ 6 thôi, quá là rẻ cho quý anh chị nào đang tìm đất đất xào ha để làm nhà vườn nha quý anh chị. Có sẵn thổ cư rồi, mình chỉ việc về xây nhà thôi. Chủ đã bao quanh hết rào lưới rồi quý anh chị nè. Đây, lưới B10 này ha, bám tới đây nè. À, sau ngay góc, xong qua đây. À, bên này thì có móc đây ha. Đó, chủ đã rò rành cái móc hết rồi và chủ đã lên 100 mét thổ cư ha. Đó, khu dân cư đây nha quý anh chị. Đây có hai cái nhà lầu đây luôn. Đây có nhà máy thái nè. À, nói chung là khu dân cư đây nha quý anh chị đây nè. À, bên mình có nhà đây ha. Đó. Mặt tiền đường nhựa quý anh chị. Nói chung là thời điểm này mới có giá này quý anh chị ha. À, thời điểm này mới có giá. Đây có cọc nè. À, từ cái cọc này nè, qua ngay lưới B40, ngay trụ điện này luôn, là bám mặt tiền đường nhựa là 32. Chạy sâu từ cái mí này, sâu lại phía sau là 33. À, xong rồi qua bên này, à, chủ đã đo ranh cắm móc hết rồi, đất mình khá là vuông vức luôn. Mặt tiền đường nhựa quý anh chị, giá chỉ có 2 tỷ 6 thôi, quá là rẻ ha. Lô đất cực kỳ đẹp luôn. À, chủ cắt cỏ hết rồi nè, đây có cái móc phía sau này. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đây, đo ranh cắm móc đầy đủ hết rồi, quý anh chị an tâm ha. Đây móc này, từ cái móc này. Đó, chạy qua lưới đó. Đó, chạy lên trước, mình là chạy về đây ha. Mình ngay cây ngay cái mít này, thẳng cái mít nha. Chủ cắt cỏ hết rồi, phần ranh hết rồi, mình chỉ có về mình xây bờ rào lên thôi ha. Đó, lô đất quá đẹp cho anh chị nào đang tìm đất để làm nhà vườn ha, theo ý muốn. Thì em kênh của em thì cũng rất là nhiều nhà vườn, ngộp giá ngộp ha, gần biển. À, đang có rất là nhiều nhà vườn quý anh chị quan tâm gửi inbox cho em, gọi trực tiếp theo số hotline của em hoặc là Zalo ha. À, số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn, quý anh chị quan tâm thì inbox cho em 0906 779 152 ha. À, ở đây là cực kỳ mát mẻ luôn quý anh chị. À, đất của mình là quay về hướng tây ha, hướng tây nha quý anh chị. À, hướng tây bắc, lô đất quá đẹp luôn quý anh chị ơi. À, tí nữa em sẽ quay cái sổ soi quy hoạch chúng chị xem luôn. Quy hoạch của mình là quy hoạch cây lâu năm nha, nhưng mà chủ đã lên thổ cư rồi. Đó, được xây dựng tự do ha. Đó, nằm trong khu dân cư đông đúc cực kỳ đẹp, đường rộng, hai ô tô né nhau thoải mái luôn ha. Ra đây là đụng cái ngã ba này. À, ngay ngã ba đường này là đi về Lộc An, đi về Hồ Tràm được nha quý anh chị. Đây, con đường nhựa ngay ngã ba này. Đó, khu dân cư luôn ha. Đó, phía bên này nhà, khu dân cư bên này. Đó, ngay ngã ba, đụng ngã ba chạy thẳng về hướng này nè, hướng này là đi về đi về Lộc An, đi về Hồ Tràm ha. Hướng này đi về Lộc An quý anh chị này. Đây, quay cho quý anh chị xem. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha. Đây, đó, đây đi về Lộc An. Hướng này đường nhựa đi về Lộc An này. Mình đi vào đây ha. Đó, rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Và đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Thửa đất số 268, tờ bản đồ số 9, địa chỉ là xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.000 m² ha, tên thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha quý anh chị, thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình, đất của mình là quay về hướng tây bắc ha, quý anh chị nào hợp hướng tây bắc thì inbox cho em để em soi quy hoạch cho quý anh xem. Và đây là cái lô đất của mình quý anh chị ha, thì ngang là 32 nè, sâu là 33 ha, tổng diện tích là 1.000 m² nha quý anh chị. Thì sau này nó có quy hoạch vào mấy mét, nhưng mà nếu mà quy hoạch vào thì giá trị tăng thôi nha quý anh chị, tại vì hiện tại thì mặt tiền đường nhựa mà ha. Đó, thì quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm để làm nhà vườn thì inbox liền cho em cái lô này, chủ đang ngộp nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.